Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 nhận được chiếc cúp danh giá do khán giả bình chọn ở hạng mục Beauty trong đêm gala Her World Young Woman Achiever 2016, đêm tôn vinh tài năng trẻ 2016 do tạp chí Her World tổ chức vào tối 17 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Xuất hiện trong đêm tiệc, Phạm Hương diện bộ đầm đỏ vô cùng nổi bật của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 và là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2015, Phạm Hương liên tiếp được trao những giải thưởng như Người phụ nữ của năm, Gương mặt ấn tượng của năm, Top 10 nhân vật truyền cảm hứng của năm do các đơn vị tổ chức uy tín bầu chọn. Tuy nhiên, với giải thưởng do khán giả bình chọn ở hạng mục Beauty trong đêm tôn vinh tài năng trẻ này, Phạm Hương nói rằng cô cảm thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều lần, bởi lẽ đây là giải thưởng do bạn đọc bình chọn trong hơn một tháng vừa qua. Khi tạp chí Her World bắt đầu mở bình chọn giải thưởng này, thì cũng là thời điểm Phạm Hương chịu rất nhiều áp lực từ dư luận khi xuất hiện với vai trò huấn luyện viên trong một chương trình truyền hình thực tế. Chính vì vậy, Phạm Hương nghĩ rằng khán giả sẽ không còn yêu thương mình như trước nữa và sẽ không bình chọn cho mình. Ngày hôm nay đứng ở đây và nhận được chiếc cúp này, Phạm Hương biết rằng khán giả mà đặc biệt là fans của Phạm Hương vẫn luôn yêu thương và bên cạnh Phạm Hương. Và Phạm Hương xin phép được gửi tặng giải thưởng này cho fan hâm mộ của mình thay cho lời cảm ơn, Phạm Hương chia sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.